无用啊，利用，你用它，它，我们要研究来用。Rồi, trắng đen sao? Thì mình nhớ bên này là khu vực trắng đen. Mấy bạn biết về mặt thiết bị rồi. Giờ qua màu ha, làm tốt lên. Đầu tiên là mình nhầu màu kinh điển. Power, màu kinh điển có nghĩa là có chiều của dòng chảy. Còn nghe power Doppler, mấy bạn nhìn đây. Cái này là power này là nó có hơi light rồi. Cái nguyên tắc power Doppler là không biết chiều của dòng chảy, chỉ biết có tín hiệu, đúng không? Còn một, thêm một cái nữa là spectral Doppler. Tôi nói tới spectral Doppler là Doppler phổ, tôi không nói tới continuous. Ví dụ như mấy bạn học tim thì bạn nói là Doppler liên tục à. Còn Doppler phổ hay là Doppler xung, từ chủ từ phụ. Đây là qua Doppler này thì mấy bạn nó trên cái hình, đúng không? Rồi tất cả những thông số bên này là trắng đen PMOS, đúng không? Độ sâu, các cái thông số cơ bản để điều chỉnh này gain 50%, Doppler color flow ha, tần số gain màu, tần số tái lập xung, tần số tái lập xung, các thông số ở đây có tiếng WVF là wave filter, độ lọc thành, độ lọc thành, độ lọc thành, nói cái độ lọc thành là đó nói với những tín hiệu nhiễu. Ví dụ tín hiệu nó nhiễu nó làm cho màn hình nó rung, những tín hiệu màu không đúng, độ lọc thành thì mình lọc những cái nhiễu đó đi. Nhiễu có nghĩa là thấp, không ai nhiễu cao cả, hiểu không? Độ lọc thành là nhiễu. Ví dụ như dòng chảy nó 5 cm/giây, 3 cm/giây nó nhiễu, thì mình sử dụng độ lọc thành. Ở đây nó ghi số 3, như vậy nó có thể có số 1, số 2, hoặc là trên máy nó có low, medium hoặc là high wave filter. Nhắc lại, wave filter ý nghĩa là độ lọc thành. Như vậy khu vực này là tụi em thấy là color flow, đúng không? Mình qua một cái nữa, cái thứ ba ở đây nữa, mấy bạn thấy là phổ thì nó có thêm pulse wave, Doppler xung. Thì bên này nó cũng có tần số, đúng không? Nó cũng có độ lọc thành. Thấy chưa? Độ lọc thành ở đây là tính bằng hertz. Xong nó không tính bằng tần số tái lập xung, nó tính bằng kilohertz. Hoặc là color kilohertz. Đó là lý do mình lỗ tai mình nghe được. Megahertz cao quá, siêu không nghe được, hiểu ý không? Nên Doppler là có cái audio mà nghe được. Rồi đây là hợp màu, mặc định hợp màu, cái cách kỹ thuật để là khoảng 1/2 màn hình diện tích khảo sát. Ví dụ đây đừng có lớn hơn 1/2, ví dụ mở to ra thế này, hiểu chưa? Mở nhỏ lại. Em nói mấy à, sự khác biệt giữa hai màn hình nhỏ và to. Lỡ câu hỏi thi color box nhỏ, em nhìn ở đây chỉ số mechanical index, chỉ số nhiệt thermal index, chỉ số cơ, thông số của trường này. Vậy hợp màu càng lớn thì các tác động về mặt sinh học trên mô khảo sát càng nguy hiểm. Đó là lý do không siêu âm trên em bé chút chút, bỏ lên màu lên coi nó nhúc nhích làm sao, tim đập sao. Mình thử ha. Như vậy trong tình huống này tôi sẽ mở rộng ra, mấy bạn sẽ thấy nó sẽ tăng lên, nhất là mechanical index nó sẽ tăng lên. Như vậy diện tích khảo sát thông thường người ta đặt khoảng 1/2, hoặc 1/2 diện tích của trắng đen là thông thường. Tuy nhiên diện tích của trắng đen mấy bạn rất là nhỏ, nó sẽ mở rộng không ai cấp. Nhưng mình biết cái ngược lại của khi mình sử dụng diện tích lớn. Rồi hợp màu này nó để là rectangular, hình chữ nhật. Như vậy muốn để hợp chữ nhật rectangular thì mấy bạn phải sao? Trong tình huống đó mấy bạn có hai cách để tạo góc Doppler,
Một là do tay, chân tay mình, nó gọi là manual manipulate, có nghĩa là góc chiều hướng bên này thì anh hướng bên này, có nghĩa là thay đổi hướng phương của đầu dò, đúng chưa? Phương của mạch máu đâu thay đổi, tĩnh mạch cửa nó nằm vậy thôi. Như vậy em để đây thì em bắt tĩnh mạch cửa không được, nhưng em để trên này nhìn xuống thì em bắt được. Như vậy đầu tiên để tạo góc Doppler là góc của phương thay đổi phương đầu dò, hiểu chưa? Nhóm thứ hai là nhóm thay đổi chùm sóng âm. Bình thường sóng âm chiếu dày nó là rectangular, thẳng góc, đúng không? Bây giờ steering bẻ góc electronic, đầu dò vẫn để dày nhưng tận mắt nhìn nhẹ, mắt mình nhìn đây, hiểu không? Có nghĩa là chùm sóng âm đi hướng này, đi qua này. Vậy đầu tiên nhắc lại, quay luôn cái đầu, đây là thay đổi đầu dò hướng nhìn. Thứ hai, đứng tại một chỗ nhưng mà liếc mắt, ý nghĩa là vậy đó. Như vậy trong tình huống này, nếu mà góc Doppler đã sẵn rồi thì mê mạng cũng để hình chữ nhật là đủ rồi, miễn sao đảm bảo góc Doppler càng tiến tới không càng tốt, góc Doppler càng không thì tín hiệu càng mạnh, giống như mình đá cho banh vô tường vuông góc thì dội ra mạnh nhé. Rồi, nãy giờ nói đó, thì đây là rectangular, đúng không? Bây giờ mình quay steering nghiêng qua này. Đó, em đừng liếc qua nhiều, hiểu chưa? Liếc qua trái, đúng không? Liếc qua phải, liếc trái, liếc phải về nguyên tắc liếc theo hướng của dòng chảy. Hướng dòng chảy hướng này, liếc nhìn theo nó. Tự nhiên hướng dòng chảy hướng này, nhìn đây, có nghĩa là cross, bắt chéo là không có đúng, máy nó không hiểu. Để em hiểu ý không? Có nghĩa hướng dòng chảy hướng này thì góc Doppler về hướng này, hướng dòng chảy hướng từ đây qua đây, góc mình nhìn hướng này, mình đuổi theo nó hoặc ngược lại 180 độ. Ý nó vậy, chút xíu mình sẽ hướng dẫn. Không có thể nào hướng dòng chảy, ví dụ trong tình huống này, hướng dòng chảy từ đây, nó đang chảy hướng lên đây, thì tụi em để như vậy là cross, đúng không? Và cái góc này từ đây hướng lên đây, còn hướng dòng chảy từ đây đến đây, vậy là hình qua, hình bắt chéo, cross, đúng không? Ngược lại nếu như vậy thì em phải đổi lại. Nếu hướng dòng chảy giống như mới nói thì tụi em phải chỉnh lại hướng này, hiểu chưa? Nhìn theo cùng phương một dòng chảy, dù dòng chảy nó ở đây, hướng từ đây, ngón chạy từ đây thì mấy bạn để hợp mộng hơn vậy. Tóm lại, góc nhọn này lúc nào hướng cũng theo phương của dòng chạy. Nãy giờ anh nói là anh nói với dòng dò rectangle, dòng dò phẳng, anh chưa nói dòng cong, dòng cong nó không phải vậy. Nhớ chưa? Như vậy chút xíu mình sẽ làm thử bẻ góc dòng dò như thế nào là đúng. Còn ngược lại trong tình huống này, mà giả dụ cái mạch máu nó nằm dày, bên này nằm dày, nằm xuống dày, như là sai. Để góc nhọn bắt buộc đi hướng theo. Tóm lại giống như nói, dòng sông chảy hướng này mình nhìn hướng dòng sông, mạch máu chảy hướng này mình nhìn hướng này, nhìn hướng này hoặc là nhìn hướng đối lập lại thì đều là 180 độ, hiểu không? Ví dụ nhìn đây hoặc là nhìn đây đều như nhau, nhưng mà không thể dòng chảy hướng này thì như mình nhìn đây, không giống ai. Lúc đó cái máy nó hiện lên cái chữ gì? You are stupid. À, nó không hiểu. Nói chuyện không hiểu. Bây giờ mấy bạn xuống những phi trường quốc tế, mấy bạn ai đi nước ngoài gần đây, các bạn thấy chuyện gì? Tôi xuống mà tôi rất là ngại. Có nghĩa là xuống bây giờ phi trường Nhật, phi trường thì mấy con robot, bây giờ trí thông minh nhân tạo mà, vừa xuống nó cứ đi theo mình. Nó cũng rất là dễ thương. Có nghĩa như mình ngại, mình ngại là có nghĩa là mình ngại, đây là mình ngại về giao tiếp, mình cũng không quen với một cái con khỉ này cứ đi theo mình, nó cứ làm cái gì. Có nghĩa bước xuống mình tới bằng chuyện mình lấy hành lý nó đã đi theo rồi, hiểu không? Chớp chớp mắt rồi giơ tay nó nói gì tùm lum hết, ý rồi. Mà cũng hay lắm, bây giờ nó làm nhiều cái rất hay. Tóm lại hợp màu, mấy bạn nắm ý chưa, kích thước chưa, mở 1/2, đừng quá nhỏ, đừng quá lớn, mở hướng dòng chảy, hướng chạy luôn. Rồi, đó là hợp màu. Hợp màu có thể di chuyển,
Rồi. Nhưng mà vui lòng gộp màu để cúng ở giữa, nơi đó là chùm sóng âm hội tụ tốt nhất. Không phải để vậy xong lấy hồng màu để này, rồi để quá sát một bên, hiểu không? Để vào giữa. Như vậy cái gì khảo sát về mặt nguyên tắc siêu âm muốn nhìn rõ nhất, đưa vô giữa màn hình. Đừng đưa lên góc gần, nông quá, sâu quá, trái quá, phải quá, hồng. Chỉnh đầu dò sao cho nó nằm vô giữa. Đó là về mặt hợp màu ha. Rồi. Hợp màu bao giờ cũng sau khi điều chỉnh, không bao giờ để hợp màu lên bao giờ thì trắng đen rõ ràng. Rồi hãy sử dụng màu. Không thể để màu lên, về nguyên tắc mấy bạn nói nè, mấy bạn vừa mở trắng đen cũng được, dù đang để chế độ màu. Nhưng mà it's not a good idea. Mấy bạn phải chỉnh trắng đen ok xong, nhìn êm con mắt mọi thứ xong rồi hắn bỏ màu. Giả dụ cái máy này nó xịn á, một máy dọn dọn nên mấy bạn bỏ màu vô có nghĩa là thêm một tính năng nữa, cái trắng đen nó drop xuống đi, cái chất lượng nó không có, nên mình điều chỉnh cho nó tốt trước. Ok. Rồi. Thang màu. Đây là thang màu scale. Cái thang thì nhìn trên này thì mình có những cái gì lưu ý. Thứ nhất là về màu. Ở giữa hai cái màu này nó có màu đen, nó là baseline, nền, đường nền. Baseline đường nền màu. Ha. Và ở trên đường nền và dưới đường nền, khái niệm rồi. Trên đường nền, dưới đường nền. Màu này muốn chọn màu gì chọn do mấy bạn, không ai bắt mấy bạn phải đây ví dụ mấy bạn sẽ chọn color map ha. Đó, mấy bạn chọn màu gì cũng được, xanh đỏ tím vàng, mấy bạn muốn màu chọn màu gì cũng được, không thành vấn đề. Nó chọn trăm mã màu gì mấy bạn chọn, nhưng mặc định trên đường nền và dưới đường nền thì khái niệm màu không quan trọng bằng trên đường nền và khái niệm dưới đường nền. Rồi, quyết định trước khi làm rõ ràng để chọn cái này, mặc định chúng tôi trên đường nền là màu đỏ, dưới đường nền là màu xanh. Như vậy, Doppler shift dương, có nghĩa là dòng máu hướng tới đầu dò là trên đường nền, đó là quyết định màu đỏ. Là do mình quyết định này. Còn ngược lại mấy bạn đổi, mấy bạn không muốn gì, mấy bạn muốn đổi, đây, xanh. Như vậy, không sao. Trên đường nền màu gì màu xanh, vậy mặc định quy ước những gì hướng tới đầu dò là sẽ là màu xanh. Những gì ra xa đầu dò là màu đỏ, nhưng mà mình quen mình để, hiểu không? Cho đó ai để màu gì cũng được, màu tím, màu xanh gì cũng được. Rồi, đường nền có thể đẩy lên, có thể đẩy xuống, nó gọi là thay đổi baseline, đúng không? Đây, không, đây khoan đã, đẩy lên, dời lên nè, lên cao, dời xuống thấp. Tại sao bây giờ lên cao, tại sao bây giờ xuống thấp? Rồi. Doppler màu có khả năng đo vận tốc chủ yếu là ước lượng vận tốc trung bình, chứ không nói lên vận tốc tuyệt đối ở một điểm mình khảo sát. Chỉ sử dụng spectro Doppler phổ với đo vận tốc. Còn mấy bạn thấy máu chảy, ước lượng tĩnh mạch cửa tôi để vận tốc 21 thì nó chảy được trong máu thì khoảng xung quanh. Các bạn nên nhớ tất cả tế bào máu ở trong mạch máu mình không chạy cùng một vận tốc. Ví dụ nó giữa dòng sông để chạy nhanh hơn, sát đúng không? Qua khúc cua thì nó cũng khác nhau. Nên đây là ước lượng vận tốc trung bình cho một cái nhóm mình khảo sát. Nhớ chưa? Nên không ai dùng màu để đi khảo sát. Nhìn vô màu, ước lượng trung bình nó chạy khoảng 15 cm vậy. Nắm ý chưa? Rồi. Như vậy tại sao mà phải chia làm đôi? Và tại sao không để trên cao hay để thấp? Nhìn một số tình huống. Giả dụ mình thử Phan hãy nói cho chút xíu tôi quay lại. Bây giờ vận tốc ở đây mấy bạn ngó, ở trên là cộng 21, ở dưới là mình chia cho nó đều đi ha. Rồi, 21. Ở trên 21 cộng 21 dưới âm 21, đó là Doppler shift dương và âm. Dương là hướng tới đầu dò, âm là ra khỏi đầu dò. Độ chênh lệch, chính vì độ chênh lệch nó rớt vào lỗ tai mình mới nghe được. Rồi. Mình có thể tăng lên, mình ước lượng mà. Thì 21 mấy bạn có thể giảm xuống, nó gọi là hồi nãy là đường nền, bây giờ nó gọi là thang màu. Bây giờ mấy bạn tăng lên ha. Xin lỗi.
tăng này. Đưa ra cái quyết định. Rồi, 25, 28, 35, 70, 106 cm giây. Hết. Hết. Vậy tình huống này máu tôi đo vận tốc của nó chạy được 150 cm giây, rõ ràng là thằng 102 này này ít quá không đủ. Thì lúc đó mấy bạn phải dồn hết về một bên, thì mỗi bên được 100 thì dồn hết thành 200, hiểu không? Như vậy ngó tôi sẽ kéo cái đường nền xuống. Phải tôi dồn lên được trên đâu, hiểu ý không? Nhưng mà dồn hết như vậy nhiều khi mấy bạn lại không biết được phương. Như vậy có một số tình huống mấy bạn phải đẩy đường nền để mấy bạn dò được. Tại mục tiêu cuối cùng tại sao không sử dụng phổ luôn mà tại sao phải sử dụng màu? Tại vì dùng màu để định hướng cái vị trí, tại cái độ nhiễu đúng không, hiện tượng vượt ngưỡng là cái chỗ đó để mình muốn đo vận tốc. Mà muốn biết được hiện tượng vượt ngưỡng làm sao chứ sử dụng màu. Tại vì lúc đó nó đảo cực, ví dụ như màu đỏ thì nó biến thành màu xanh biến thành màu đỏ. Nên đây là đường nền, nhắc lại ha. Rồi, giảm thang màu giảm xuống này. Có thể dời xuống, dời lên. Có thể revert, có thể đảo. Nhưng mà nguyên tắc đều như nhau. Đó là màu. Có thắc mắc gì chỗ này không? Nhưng mà phải làm. Tại mấy bạn hiểu thì mấy bạn chỉnh mới được. Không hiểu làm chỉnh không được. Rồi. Phổ. Khoan. Mình thêm một cái, mấy bạn thấy cái số 38 ở dưới 31 nè, tôi chỉnh lại cho nó chia cho đều đi. Chưa có đưa đường nền xuống đúng, chưa đường nền là đúng, đúng là bây giờ đó là số cộng 14 và trừ 14. Mấy bạn bỏ qua power doppler thì mấy bạn không thấy số. Power doppler là chỉ ghi nhận có mốc hay không có mốc, còn nó chạy hướng nào kệ nó. Nên power doppler nó còn gọi là angio, là sử dụng khảo sát những cái mạch máu nhỏ, những cái nơi tứ máu ít. Ta nói ví dụ một cái u ít mạch máu, ví dụ hemangioma dòng chảy rất chậm, đúng không? Chỗ nào dòng chảy chậm, hoặc là trong trường hợp là gì, tinh hoàn đi, hoặc là xoắn tinh hoàn, có những cái xoắn nhưng mà nó xoắn không hoàn toàn, máu nó vẫn tới, nó tới ít, đúng không? Hiểu ý không? Thì mình sử dụng những cái này, nhưng mà mình không biết dòng chảy, mình chỉ biết là có máu tứ. Nhưng nãy giờ nói máu đi với màu thì rõ ràng có màu chưa chắc có máu, mình có khảo sát gì đâu. Thì đây là ảnh nhiễu, đúng không? Những cái vận tốc có quá thấp. Quay qua nhóm phổ. Phổ tương tự, làm trắng đen rõ, làm để hàm màu cho con lành, chỉnh mọi thứ xong rồi mới bước tới phổ. Chứ đừng nên màu nó dở chớp chớp, không là bỏ vô phổ, hiểu không? Như vậy thì ở đây mấy bạn ngó, đây là cổng thu tín hiệu phổ, nó gọi là sample volume. Ở đây là để đây số 3 là 3 mm, cổng thu tín hiệu mở 3 mm. Đây cổng thu tín hiệu mở bự hơn 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy cổng thu tín hiệu mở thông thường đặt khoảng chiếm khoảng 1/3 đến 1/2 và đặt giữa trung tâm động mạch. Ví dụ động mạch cảnh khẩu kính 10 mm thì khẩu kính mình đo động mạch cảnh khoảng 3 mm, đặt ở giữa trung tâm. Tuy nhiên ví dụ như động mạch chậu 3-4 mm, bệnh nhân thở hù, vậy cửa sổ phổ mình để bao nhiêu, đâu có để nhỏ hơn được 1-2, chưa nói bệnh nhân thở 1-2 mm, thở cái nó vượt rất là khỏi cổng thu tín hiệu sao. Như vậy trong tình huống cổng thu tín hiệu mở lớn quá thì được gì và mất gì,
lúc đó mình tính toán. Nếu điều kiện cho phép, ta khảo sát động mạch chú bụng to đùng như thế này, đúng không? 15mm, tôi để 4mm, 5mm, tôi bắt phổi cho nó ngon lành, cho nó rõ, nó đẹp. Còn nhỏ quá, chấp nhận tối ưu mà người ta dùng tối ưu, nhưng mà không đạt được tối ưu thôi. Ít nhất là tôi thu được phổ tín hiệu. Rồi, thì mình mở to, mở nhỏ thì các bạn thấy rồi ha. Thôi rồi nhỏ lại, mở lớn ra. Rồi, nhưng mà thường dựa vô khẩu kính của mạch máu. Trên cổng thu tín hiệu, chúng ta dời tới cái chỗ nào mình muốn thu. Vậy mình thu tín hiệu, mình dời vô dựa vào gì? Dựa vào color. Đó là lý do. Nếu mấy bạn không xài color, mới làm trắng đen tốt, mấy bạn bỏ phổ vô thu luôn. Được không? Được. Nó gọi là duplex. Triplex có nghĩa là trắng đen, màu và phổ. Còn duplex là trắng đen và phổ thôi. Tuy nhiên nhắc lại, màu nó cho mấy bạn ước lượng vận tốc, ước lượng cái chỗ nào mà vận tốc cao nhất, hiện tượng vượt ngưỡng xảy ra ở đâu, thì mấy bạn thu được cái kiểu ở đâu. Đại gia, như vậy thì chắc chắn là mấy bạn phải để cái dạng thôi. Chút xíu mình làm thử ra, sau đó mấy bạn chỉnh gấp. Đây, Doppler 60 độ. Một góc này để đạt được 60 độ, như vậy chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất, đầu dò, tạo phương đầu dò tốt với phương của mạch máu trong người. Hai, liếc, đúng không? Angle, steering, liếc trái, liếc phải. Tổng hợp hai cái đó làm sao cái góc Doppler xuống dưới 60 độ. Trên 60 độ, không có ý nghĩa. Nói như vậy, lỡ chỉnh hết rồi, em ép vô rồi, em chỉnh nè, em nhấn trên, nhấn dưới, rồi em đổi, rồi em liếc ngang, liếc dọc, nhưng em ra được 65, xài không? Có còn hơn không? Hiểu ý không? Nhưng không bao giờ một tín hiệu bất thường nói lên tất cả. Nó phải là một chuỗi những cái dấu hiệu để chúng ta kết luận. Không phải tự nhiên tình cờ bắt một cái phổ 200cm/giây, nhất là mấy bạn mới làm rất là khoái. Đo cái nào rồi, bắt một cái phổ rất là quái dị, khoe thầy liên tục. Thầy ơi sao em bắt được cái này, có nghĩa là đa phần tụi em sai về kỹ thuật làm, chứ không phải là bản thân bệnh lý nó tạo ra cái phổ đó. Hồi xưa tôi cũng bị. Hồi xưa lúc mà tôi làm, lúc bên Mỹ làm nhiều nhất là mấy cái thông nối động tĩnh mạch cửa đó, làm tips thông nối cửa với tĩnh mạch trên gan cho mấy bệnh lý gan. Đo, tại vì đo sai là mình biết là cái đó bị thải ghép, nó bị fail, cái stent nó thông nối cửa chủ nó bị sai. Thì đây là mấy bạn ngó nè, ví dụ mấy bạn đã chỉnh xong rồi, mấy bạn để vậy, rồi mấy bạn chỉnh góc cũng vậy, ngó chỉnh góc ha. Đây, chỉnh góc như thế nào mấy bạn cứ để như vậy, 87, nghĩa là cái độ sai số rất là lớn. Khi mấy bạn chỉnh là ngó cái số này nó nhảy nè. Như đó cái góc mình chỉnh không đúng, mấy bạn để sai, mấy bạn thấy nó nhảy không? Mấy bạn chỉnh tự nhiên thôi. Cần chỉnh về hướng tới 60, tự nhiên cái vận tốc nó rớt vào khung khoảng dừng khoảng trăm hơn. Còn mấy bạn để sai đúng không? Bây giờ chỉnh nữa nè, chỉnh về 65, 63, 62, 61, thấy xuống còn 100, hợp lý. Còn trong kia đó mấy bạn chỉnh về hướng 90 độ coi, các bạn thấy nó lên cả ngàn nhá, trời ơi, đừng bận tóc nào là ngàn. Có nghĩa là cái khả năng mình sai nhiều hơn, không có chuyện nó xảy ra. Nên tóm lại, mình chỉnh, mình để cái hướng phương đầu dò và cái phương góc Doppler làm sao đạt được. Mà đạt được điều này là đạt điều kiện trắng đen, màu và phổ. Chứ không phải cái chuyện ngồi đây quay cho nó đã ra 60. Mà thực tế đi, chị để cái cổng thu tín hiệu sai thì nó không có nghĩa. Nghe chưa? Rồi, như vậy là angle mình chỉnh sao cho dưới 60. Thậm chí mấy bạn đâu cần chỉnh cái này, mấy bạn để vô tĩnh mạch cửa mấy bạn chút xíu nữa tôi làm, thấy không? Để đây, hướng thẳng cái đầu dò 90 độ rồi. À, không độ rồi. Khỏi cần chỉnh cái angle gì hết. Rồi, tiếp theo phổ. Ở đây cũng có đường nền cộng 111, ở dưới này cũng cộng trăm, trừ 109, 111 đơn vị cm/giây.
đúng không? Rồi ở trên đường nền, phổ nào trên đường nền là phổ dương, giống như ở trên này màu đỏ, phổ dưới đường nền phổ âm, vận tốc đo ra bao nhiêu thì nó bấy nhiêu. Các bạn đồng ý không? Nhưng mà giá trị là ngay cái chỗ mình để cổng thu tín hiệu. Rồi khi mấy bạn làm mấy đoạn đo đối với cái đường nền, mấy bạn cũng có thể dời lên dời xuống, thấy không? Mình tăng scale phổ, ví dụ như đây 111 mà mình đo cái phổ nó vượt qua cái này thì mình phải tăng lên. Nó càng lớn thì mình lớn theo, nó càng nhỏ thì mình nhỏ theo, đó là nguyên tắc. Ví dụ càng lớn bây giờ nó lên 150 thì mình tăng lên nữa, tăng lên nữa 157, nó 180 tôi tăng lên 200, làm sao cho nó vô cái khung thôi. Còn nó nhỏ quá, ví dụ nó có 10cm trên dây mà mấy bạn để thang 200 thì có nghĩa là chừng này cái phổ có chút xíu, càng nhỏ thì mình kéo thang càng nhỏ theo, càng lớn thì phổ lớn theo. Ví dụ giờ 230 này tôi không cần thiết, tôi giảm nữa, giảm chừng nào xuống còn gần với nó rồi 20 tôi lấy thang 31 tôi đo thì được. Cái xíu mình làm thử ra. Rồi giả dụ nó quá lớn, ví dụ nó lên 200 tôi tăng lên hết luôn, tăng hết luôn. Giả dụ như nó 450 mà tôi có 409 không đủ, bây giờ làm gì? Kéo đường nền xuống, kéo xuống lấy này bù lên, hiểu ý không? Có nghĩa là trong đầu không đủ thì mình kéo đường nền xuống, kéo đường nền xuống, bây giờ kéo đường nền xuống, hiểu không? Có những cái cơ bản thì mới ổn mới làm được, còn không cơ bản không làm được. Rồi khi thi có những thông số cơ bản thay đổi mà mấy bạn lại không ý, ví dụ để dây người ta nhấn nút reverb rồi quên mất cộng, quên mất trừ, quên mất chữ reverb, nhìn quen mắt mà ta trích bạn, người ta lừa với bạn chút xíu rồi. Bạn nhìn vô, nhìn phương dòng chảy tự nhiên ở trên cái màu đỏ trên đường nền đúng rồi, dưới này tự nhiên sao nằm dưới đường nền, dưới đường nền mà có chữ reverb có nghĩa là nó trên đường nền, thì hai thành trên đường nền giống nhau, vậy là đúng, hai sai thành một đúng, hiểu không? Lắc lư cái đầu, ôi sao bé không lắc. Thôi mượn ông nào lên đây, mượn cái cổ thôi chứ không phải mượn cái gì. Em đi. Bạn nào cho qua gọi cho mấy bạn nằm. Nghe nói như trên mạng có ai, trên Facebook có ai lấy cái bài tôi bỏ lên đó không? Tôi không có Facebook. Nghe nói nhiều người truy cập lắm, khen tùm lum, giang hồ đồn đấy. Nhưng mà tại tôi không Facebook không biết. Hồi nãy có một người ở bên Úc nhắn về cho tôi dạy, tôi nói ủa về ai? Chứ tôi không có Facebook. Không có gì đó. Có Facebook nguy hiểm. Thầy số điện thoại không phải thấy người mệt à. Nhưng mà cũng buồn. Đúng không? Có Facebook kia nó kết bạn tùm lum. Zalo tôi cũng không có. Không như vậy á, thế giới càng ít thông tin, nhiều thông tin quá. Giả dụ bây giờ chưa nói, hôm nay không phải là bữa hướng dẫn về mặt cảnh, anh chỉ nói để cách làm mình khảo sát cho dễ nhất. Khi tụi em học tụi em bắt đầu sẽ làm bằng mặt cảnh, cái chỗ dễ khảo sát nông, đúng không? Thao tác tương đối là đầy đủ, mặt cảnh và mặt đốt sống. Một cái khẩu kính lớn, một cái khẩu kính nhỏ. Các bạn làm giỏi cái này xong rồi là chuyển sang làm mạch chân, rồi mạch khoeo, rồi mạch gì nữa, mạch động mạch thì cái nào cũng là cái ống nước thôi là như. Còn lên cao hơn nữa thì vô tới động mạch trong bụng, mạch thận, hiểu không? Còn ai muốn làm động mạch dương mạch thì cái là tôi không có. Mình có cái bài đó. Nó cũng hay lắm. Rồi, thử làm động mạch cảnh ha.
Mấy bạn không quen thì cũng vậy, vô reset chọn Chrome, muốn chọn cái gì chọn, còn không biết thì cứ cũng giống như tấn đen làm bình thường. Rồi mình chọn một cái đoạn mạch máu thử xem sao ha. Tâm đến những cái xung quanh nhiều, tôi đâu quan tâm đến cơ, tôi đâu quan tâm đến giáp, tôi đâu quan tâm đến thực quản, tôi quan tâm đến mặt bóng. Nên mấy bạn nhìn vào đây những cái hình mờ vậy thì khả năng của huyết khối của mảng sơ vữa cũng tùm lum đấy không, nhưng mà có nghĩa là khả năng ảnh giả, các bạn phải biết hay là ảnh thật hay ảnh giả. Ở trên một mặt phẳng như thế này cũng giống như cái bàn quang thì nó là đá âm phản hồi, nhưng mà cái khối thì nó cũng cái cục kém mà nó mới, cũng đâu có thấy được gì đâu, hiểu không? Nên mấy bạn chỉnh sao mới chọn reset, mấy bạn chọn sao cho dễ nhìn, con mắt mình dễ chịu nhất, cắt bớt cái game lại để mình không có coi cái khác. Thứ hai tĩnh mạch thì mình đè nhẹ thử ra, hiểu không? Đối với chân cũng vậy, đè nhẹ nhàng, hiểu không? Đừng có đè làm gãy cái đầu đó, nhẹ nhàng thử thôi, đúng không? Thứ hai là rõ ràng mấy bạn để mà vuông góc thì mấy bạn sẽ thấy những cái hình giả đa âm phản hồi, nhiều khi mình thấy nó rõ vậy đó. Mấy bạn đè xuống nè, ở đây là nó gọi khóa. Đối với chân cái này ít, còn mặt cảnh thì tôi nói bạn đè nhẹ để hiểu thôi, nhưng không đè thì cái chỗ này thật sự có cái khối là đặt cái karate, mấy bạn đừng có đè, mấy bạn dùng đắp lên. Tại cái này nó cái gì nó cũng về tim lẻ, nó làm gì cũng lẻ đó, các bạn không quen. Còn đối với chân thì không sợ, hiểu không? Chân thì đè mạnh. Thì đây là hai cái mà nó sập lép lại hoàn toàn mà đè vô đây, đúng không? Mấy bạn chụp hình nè, gọi là khóa, có nghĩa là hai cái sau khóa, đó gọi là tay thực, có nghĩa là lòng mạch thông thoáng, rõ ràng không có cái gì em ép là được, có cục trong đó sao em ép là được. Ví dụ như có cục huyết khối em đè tới đây, ví dụ em đè được nhưng mà đè tới đây hết rồi, không đè được nữa, hiểu không? Rồi. Vô đây là cái mạch máu. Rồi. Đây là động mạch, mình đang quan tâm động mạch, mình không quan tâm lên mạch. Nếu em để như vậy, rõ ràng nó nằm ngang. Nếu nằm ngang, em bỏ cái hầm màu lên. Rồi, giả dụ câu hỏi thi. Màu này, tính điểm màu này là do gì? Tất cả đều vuông góc, không tạo được hợp màu, không tạo được hướng đi của đồ dò, không tạo được cái lít. Thì trong tình huống đó, về mặt trắng đen, mấy bạn để ngang như vậy, giả dụ mình phải để ngang, mình không có cách nào để mình thay đổi cái tay mình hết, đúng không? Giả dụ đưa vô cái chân nó bị băng bó hết, nó có đúng con chỗ tôi nhét đúng vậy thôi, tôi đâu có cửa ngoại gì đâu. Như vậy tôi không thể thay đổi phương đầu dò, giả dụ trong tình huống này. Vậy thì tôi phải liếc, tôi bỏ vô như vậy, như con mắt tôi liếc ngang, hiểu ý không? Thì trong tình huống này, giả dụ để vậy, không làm gì được hết, thì bỏ hợp màu lên. Lúc đó là phải steering. Đây nó đã vuông góc sẵn rồi, thì phải tạo phương, thấy không? Khi tạo phương thì rõ ràng khúc này so với cái sóng âm nó xuống thì nó rõ ràng màu nó là phiêu in rất là đẹp. Còn nếu em không tạo phương thì em sẽ không có cái hình này. Rõ ràng tụi em nên nhớ chùm sóng âm xuống từ đây, lấy trung tâm đi xuống đây tốt hơn nhiều xuống đây chứ, đúng không? Biết xéo à? Đây là steering áp dụng, có nghĩa là ít nhất em phải tạo được góc đắp lên. Còn không, em không tạo được góc đắp lên, em để thẳng như vậy thì không ai thấy được gì hết, 90 độ, không ai thấy được cái phổ gì hết. Màu sắc tùm lum, trên một mảnh máu vừa có màu xanh vừa có màu đỏ là rằm, nó chạy kiểu gì?
Như vậy trước khi làm bỏ hợp màu, mấy bạn phải thay đổi tạo góc. Ví dụ như đây của bạn để nằm ngang, bây giờ tôi tạo góc, tôi cho nó đứng thẳng lên vậy, thấy chưa? Phải nó hướng từ dưới hướng lên. Vậy thì thay đổi cái phương đầu dò, hiểu không? Thay vì để ngang tôi ấn xuống đấy, lấy phương này. Vậy trong tình huống này mấy bạn bỏ hình chữ nhật được không? Được, tại vì nó có góc rồi. Mấy bạn được, nhưng mà nó hình không rõ thì mấy bạn steering thêm một chút xíu nữa là hình đẹp hơn nữa. Thử bài hen, đây để ngang, ví dụ mình để đây được, dựng lên tạo góc chưa, rồi bỏ màu lên, thấy không? Đó. Nó đã có góc rồi. Rồi quan sát chút xíu nữa, tất cả cùng một màu. Oh yeah, đúng hướng dòng chảy. Quy định đó em, ở đây màu xanh là hướng tới đầu dò. Khi em siêu âm em biết dạ đây là cái đầu của bệnh nhân, đây là cái tim bệnh nhân, máu bơm từ tim lên đầu, có nghĩa là máu phải từ đây tới bên này, từ đây tới đây, đúng không? Vậy là máu hướng từ dưới lên, hướng từ dưới lên là hướng tới đầu dò, từ đầu dò đây hướng này hướng lên, màu xanh đúng, máu ông này chạy đúng. Ủa tại vì có trường hợp máu chạy sai chứ, đó là mục đích của mình siêu âm đó. Phải nói bình thường thì nó chạy đúng, còn người bệnh thì sẽ chạy sai. Lại hen nè, cái bạn để đi rồi nè, ngó cái tay tôi nè, ấn nhẹ chút xíu nè, đúng không? Tạo phương, bỏ màu lên, anh để lại màu đỏ cho tụi em quen nhìn. Rồi bây giờ steering được không? Vẫn được mà, steering nữa nữa nữa. Rồi hiểu chưa? Có nghĩa là vừa tạo đầu dò, vừa hướng tới chút, vừa liếc chút nữa, sao cho cái góc nó đẹp nhất. Rồi phân tích thêm à, như vậy hướng dòng chảy, hiển nhiên cầm đầu dò đúng ha, cầm đầu dò sai thì đâu có đối phương. Cầm đúng là đây là cái tim, máu từ tim lên trên não, người ta hướng tới đầu dò, hướng theo góc nhọn nè, thì trên đường nền là màu đỏ, vậy máu chảy đúng. Rồi ý thứ hai, hẳn đang nói từng ý một, nhưng mà mấy bạn nhìn nhưng mà nó rất là tinh tế nha. Đây là cái mạch máu trắng đen đây, bỏ màu cho nó fill in, gọi là lấp đầy. Fill in, lấp đầy. Chứng tỏ là ông này không có mảng sơ vữa, không có mảng sơ vữa lòi ra thì cái chỗ đó nó khuyết màu, thì nó không lấp đầy. Đúng chưa? Như vậy đây là hiện tượng fill in, lấp đầy. Cái hồi sẽ chỉnh chút xíu, nó sẽ nó nhảy tùm lum á. Rồi bỏ cái này đây, mấy bạn thấy không? Nhìn ở đây, chỗ này một cam cam, chỗ này màu này đỏ đỏ, chứng tỏ màu này không có homogeneous, không có đồng nhất. Tại sao không đồng nhất? Dạ chứng tỏ trong mạch máu ở trong đồng mạch cảnh này chạy tùm lum hết á, nhưng mà em để cái thang màu này thấp quá, nó nhiễu loạn rung, giống như lưới cá rô mà bắt cá bự hơn cá rô nữa thì lưới nó rung, nó sẽ nhiễu. Thế bạn ngó nè, nhìn quay lại ha, ngó nè, rồi là màu ấy, giống như mình coi dự báo thời tiết vậy. Cái màu này làm sao, tại sao có xảy ra màu này đó, câu hỏi thi chơi vậy, hỏi tụi em phải lý giải được, thì khi tụi em lý giải được tụi em sẽ chỉnh được. Vậy màu xanh này là do cái gì? Do vận tốc ở đó, ở cái tại vì trung chuyển tim mà đỉnh tâm thu này cao hơn cái này nhiều quá nên nó hay gây ra hiện tượng vượt ngưỡng. Đúng ra nó màu vàng, nhưng vàng quá lại phá xanh, hiểu không? Cái gì vượt ngưỡng, hiểu không? Vượt ngưỡng thì nó đổi qua màu ngược lại, dương quá thì lại âm, âm quá lại dương, nói vậy đó, nhớ chưa? Như vậy trong tình huống để dẹp cái này, màu này, vậy mấy bạn nhiệm vụ mấy bạn phải biết
ta để thang màu thấp quá, ở đây động mạch cảnh ông này bèo bèo ít ít thì cũng nắm 60 cm/giây, chúng ta để có 14 à, không được, phải để cao hơn. Muốn có màu đồng nhất phải để cao hơn, đẹp hơn nữa. Cái này tôi để khoảng 35-40 trở lên, đúng không? Thử coi, khi mình có cái suy nghĩ đúng, mình chỉnh đúng thì nó sẽ ra đúng vậy ha. Ngược lại để thấp hơn nữa thì ra ảnh gì? Đó, khoan mày nói nè, nãy giờ ngó nè, nãy giờ có nói tách ra tình ý với bạn thấy không có khó. Ở đây gen màu có 56%, cái hồi gen màu 80% thì chuyện gì xảy ra? Nên cái này thấy dưới khoa rất nhiều người làm nhưng đến hôm nay vẫn không làm đốt lơ được. Nên nhớ vậy, học hết, học là nhưng mà nó cuối cùng không có làm được. Chứ đừng nói dễ dễ, nhiều người dưới khoa đó, có bao nhiêu người, không phải mấy đâu. Còn chưa nói là họ làm đúng sai, nhưng mà thấy rất là... Bây giờ mình chỉnh hen. Lại, trắng đen. Bỏ màu lên. Rồi. Được ha. Giờ... tăng màu thử ha, tăng scale màu. Rồi. Có chỗ đẹp đẹp, tương đối đồng nhất, nhưng cái chỗ này mấy bạn sẽ không có đẹp, các bạn đừng có trông chờ, tại vì cái góc Doppler ở khúc này khác với khúc trên này nhé. Chứ không phải tự nhiên ở dưới này đẹp thì trên này phải đẹp, hai cái góc Doppler nó khác nhau. Rồi, mấy bạn thấy nó mất bớt cái màu xanh hồi nãy không? Nó không còn màu xanh, nó chỉ còn màu đỏ tương đối đồng nhất. Đó, nó vẫn còn nhưng nó rất là ít, khác nhau. Rồi, bây giờ mấy bạn là ngó nè, tăng gen thử coi chuyện gì xảy ra. Rồi, ví dụ câu hỏi thi. Rồi, nếu một câu hỏi thi, màu này là do cái gì? Rồi, ngó lại một cái nha, rồi tôi chỉnh lại cái khác nữa. Có nghĩa là coi nó giống nhau hay không. Bỏ màu lên lại. Rồi, giảm gen màu lại nè. Mình xài vừa đủ rồi. Giờ giảm cái scale thử nha. Một giữ ghê quá, để 5 đi. Để 6 đi. Rồi. Rõ ràng để gen 6 thì càng minh họa rằng cái lưới này nó quá thấp để khảo sát vận tốc tại động mạch cảnh. Tại hầu hết là xảy ra hiện tượng vượt ngưỡng ở tất cả các hình của chu chuyển tim. Tâm thu lẫn tâm thương đều nó màu xanh. Hiểu ý không? Hồi nãy mình để lên 20 thì chỉ có đỉnh tâm thu thì nó vượt ngưỡng, còn dưới đó thì nó không vượt ngưỡng. Rồi, nên hồi nãy mà còn để thấp nữa thì mấy bạn thấy hiện tượng gì? Giả dụ như mấy bạn nhìn vô đây. Rồi, để thấp nữa. Gen màu lớn lên chút. Nếu câu hỏi thêm tình trạng màu này là do, câu đầu tiên câu vô mấy bạn nói liền, do để thăng màu quá thấp. Thấp thì sao? Gây nhiễu toàn bộ màu ở trong này và màu ở ngoài, là do hình ảnh nhiễu. Còn ngược lại, cái hình ảnh hồi nãy tôi để thăng màu 25, để thăng màu 25, chỉnh thăng màu lên 20 đi, không làm gì cũng được. Rồi, bây giờ tôi mở cái gen lên, tụi em thấy ở ngoài màu nó có nhiễu gì, nhiễu màu này vẫn là đồng nhất. Chứng tỏ trong tình huống này, câu hỏi thi làm thế nào để xử lý màu này cho đúng. Lúc đó mấy bạn thấy cái này màu ở trong lòng mà đẹp, chứng tỏ là ở trong ok với thang màu, thì mấy bạn phải giảm gen màu, giảm cái độ khuếch đại màu. Thì mấy bạn thấy vậy, mấy bạn chỉnh độ khuếch đại là tự động, nó gọi là không gây ra hiện tượng tràn màu. Hiểu không? Màu nó tràn ra ngoài. Thì mấy bạn hiểu vậy. Như vậy để trong tình huống này cho đây, đúng không?
trách game màu xuống. Rồi cắt xong rồi em thấy còn dạ thì còn chút chút, từ sao trên này không có mà dưới này có, tại sao? Tại sao phía trước, nguyên tắc là phía trước là sóng siêu âm là mất đi theo độ sâu đúng không? Năng lượng mất đi, tại sao phía sau nó có mà phía trước nó không có? Ủa? Như vậy khi em chỉnh cắt cái tràn màu, em chỉ cần chỉnh đến hồi mất phía trước là hài lòng rồi, phía sau còn chút chút kệ nó. Tại đó là ảnh giả sôi lên. Hai cái thành này là hai cái mặt phẳng, nó soi gì, hiểu không? Giống như đa âm phản hồi vậy, thì cái này là ảnh giả hơi gương qua cái mặt này, thì tín hiệu đây nó chớp nhiều đây, cái độ thì nó bị này. Như vậy mấy bạn chỉ cắt, đừng cắt nhiều quá để cho mất cái này, để bớt tín hiệu thì nó bớt ảnh giả soi gương, nhưng ngược lại nó có khả năng mất hiện tượng fill in. Cái mục tiêu của mình phải chứng minh rằng nó có fill in, nó lắp đầy. Nha, mấy bạn về lúc mà xuống trên máy thì mấy bạn cũng tập như vậy, hiểu ý không? Để tập được, chỉnh được. À, bạn mình thậm chí có bạn vô bạn tùm lum la, rồi tới khi mình vô là mình phải biết được chỉnh lại cái gì. Chứ mấy bạn mình chỉnh tùm lum la rồi vô chửi bạn mình, mày bạn cái gì hồi giờ tao không biết vậy, nó phá kệ nó, nhưng mà mình chỉnh lại được rồi mình bắt đầu ok. Còn có người càng khôn nữa, tắt máy mở máy lại. Không sao, có nhiều người đó thi rồi chứ, hồi đó đi thi cũng vậy, tại cái người trước thi vô bạn lum ấy, tất nhiên không có chính thường, tự nhiên tôi thấy ông thò tay xuống tắt khập, mở lại, thầy cho em mở máy lại, chắc ăn. Rồi, như vậy là Colorbox Steering nói rồi, Manual Manipulate có nghĩa là xử lý đầu dò nói rồi, đúng không, thang màu nói rồi. À, gen màu nói rồi, tập chỉnh. Như mấy bạn ngó thử là một cảnh cái mày, mấy bạn xuống đi, thận của mày hết, tưới máu thận của mày hết, đúng không? Máu thận là hình cong như này, ở giữa thì tín hiệu tốt, cực trên cực dưới thì khó luôn rồi. Giờ vô cái cổ ha. Rồi mình làm gì á, màu cho nó đẹp đẽ xong rồi em cầm ngược lại tự nhiên thấy khác rồi, để vô đúng hay không tự nhiên thấy xanh, cầm ngược đầu dò rồi, cầm ngược đầu dò nhìn vô là khác rồi. Như vậy bắt đầu mình muốn bắt cái phổ sau khi tay mình vững rồi nè, bắt cái phổ màu đúng rồi để nguyên vậy đó. Rồi tay này vẫn không di chuyển nữa, hiểu chưa? Chứ không phải bắt cái phổ rồi cái tay trôi ra cái hồi làm hồi chắc chắn mới tập lúc nào mày sẽ khó vô cùng. Tay này mình vẫn tập xong rồi tay này nữa, đúng không? Tay này mình dừng bắt đầu đi tìm, tìm rồi quay ra mất tiêu, đứng này dò dò không quay lại tìm nhưng mất tiêu đó mới gọi là tập. Đừng có thấy bạn mình làm được đến mình làm không được, rồi chưa nói là bắt đầu một làm nhanh qua động mạch thận, vừa dò ra tới xong bắt được rồi vừa bay về rồi nhưng thở nín thở hồi từ thở chắc chắn cái điều đó nên người ta làm màu người ta nản mà vậy, rất nản. Các bạn lên coi mấy ca đúng không, nội trú không, băng bó rồi gỡ ra rồi cửa sổ thì có chút xíu đừng quấy quấy mệt lắm, nhưng bạn qua được cái ngưỡng đó rồi mà không sợ nữa. Còn không là tiếp hồi mấy bạn sẽ rớt lại y như một số bác sĩ chuyên khoa không làm quên đó. Hôm nay cơ sở 2 cũng gửi qua hai người học lại đó, dù đó học chuyên khoa một học lâu lắm rồi không làm mà mãi mãi không làm. Rồi bây giờ tay vẫn là đúng không, bỏ màu vô, bỏ cổng nuôi tín hiệu. Rồi, vô rồi, tín hiệu tốt, làm gì? Làm gì? Giảm thang. Thang gì? Giảm thang bộ.
Rồi lần sau làm việc theo thứ tự, ông vô nấu ăn, ông tao dầu hành tỏi hay vô đổ nước mắm trước. Ông lên cũng vậy, mình bỏ vô tao không, bây giờ là mất rồi nè, không biết nó nằm đâu rồi, dò vô lại không? Qua tỉnh mặt cảnh nè, cái tay mình trôi qua tỉnh mặt cảnh dò vô lại rồi. Còn đâu tín hiệu hài lòng chứ chưa, mở 1/3 thôi. Rồi mở 1/3 nhỏ lại rồi, để vị trí đúng chưa, chưa, phải nằm ở giữa rồi mới chỉnh cho đúng 1/3 giữa. Còn đâu tín hiệu hài lòng chưa, chưa, phải chưa đặt song song với thành mặt, chỉnh cho nó song song với thành mặt. Thế nào là song song nè, đây nè, nhìn nè, đó, thấy nó song song không? Cái đường ở giữa này nè phải song song chứ không muốn để gì để đâu. Rồi chưa, song song thành mặt chưa? Dạ đẹp, em để 1/3 giữa, ngay chỗ dòng chảy tốt, tín hiệu tốt, cổng thu tốt, góc nóc lên, niết lên, nó sóng ba, em chỉnh chút nữa sẽ được, không sao, hồi nãy em nói rồi. Rồi, bây giờ mới nói tới thang, thang thổ của em này. Nè, đúng không? Rồi thổ nhỏ quá, nhỏ thì mình đi nhỏ lại. Rồi, xin lỗi, thổ nhỏ thì nhỏ nữa, nhỏ nữa, chưa được nhỏ nữa, nhỏ nữa, 150, nhỏ nữa, đẹp không? Dạ đẹp, nhưng mà chưa hài lòng. Một cái phổ đẹp là cái phổ nằm ở 2/3, kéo đường nền xuống, kéo nó xuống, chứ đừng có kéo phổ nữa, à, kéo cái scale nữa. Ha. Mất rồi, dò vô lại. Ủa? Mình không được là mình phải cập nhật lại ngay để mình chọn cái cửa sổ tốt nhất. Em phổ phải chọn cái tay mình đặt đi á. Cơ bản là vậy. Rồi, mấy bạn hơi thấy không? Mấy bạn chỉnh xong có thể post processing. Các bạn có thể chỉnh cái góc lại cho nó thật sự nó vuông góc. Thấy chưa? Nó song song. Ok. Phổ là một cái phổ đẹp, gồm có đỉnh tâm thu. Đây là đỉnh tâm thu. Cuối tâm trường. À, đây là cửa sổ phổ. Spectral window. Để cửa sổ phổ khi nào có, khi nào không, sẽ có nhiều thứ phải hướng dẫn cho các bạn. Khi mất cửa sổ phổ là tình huống nào sẽ xảy ra, mấy bạn học một bài về mặt biết động học. Đúng chưa? Rồi. Khi đo, giả dụ người ta đo đây, ví dụ như đo động mạch cảnh đi, mình chọn trong cái động mạch cảnh phải đi, à, proximal là đoạn gần, hiểu không? À, ECA là mạch cảnh ngoài, mạch cảnh trong, và CCA là mạch cảnh chung, đoạn gần, bấm vô. Ở đây đỉnh tâm thu, peak systolic cuối tâm trường, and diastolic. Rồi còn tụi em chọn nữa, rồi chỉ số trở kháng, rồi nghe là y kháng lực gì đó, chọn thêm. Khi mình làm tốt như vậy, khi mấy bạn thi giả dụ bắt một phổ động mạch cảnh ở mình là thi, mình bắt được vậy, ít nhất cánh đen rõ, màu rõ, để các thông số đúng, các góc đúng, ra một phổ đúng, đỉnh phổ rõ ràng, cửa sổ phổ một cái rõ ràng, cuối tâm trương rõ, hiểu không? Còn ai bắt động mạch thận chết chắc, hiểu ý chưa? Làm lại thử ha,
Bây giờ mình qua chút xíu xa hơn, nhỏ hơn chút xíu là động mạch đốt sống. Đó, mình tập thử, cũng tương tự như vậy, động mạch cảnh, dùng cảnh. Ông này là dạng cổ ngắn nè, hiểu không? Dù nó lên động mạch cảnh trong là khó lắm, tại cái gốc của nó đâu có khoảng không để cho mấy bạn. Bây giờ mình làm thử động mạch cảnh trong ha, tại vì mình không thể thay đổi. Có người cổ thì như có một khúc, rồi sao? Các bạn bỏ lên đây mấy bạn đâu có thay đổi được đâu giờ. Mình phải biết cách làm, đúng không? Về cảnh trong, cảnh ngoài, xếp xuống nè, lên cao là chia làm đôi, cảnh trong, cảnh ngoài, rồi chưa? Như vậy tạo góc. Bây giờ là mình cảnh nó lên đây là cảnh ngoài, xếp qua đây, à, cảnh trong qua đây cảnh ngoài, xếp qua đây cảnh trong, quẹo qua chút xíu cảnh ngoài, đây là cảnh ngoài nè, ra sau ngoài cảnh trong, trước trong cảnh ngoài. Giả dụ bắt cảnh ngoài nữa ha. Cảnh ngoài nuôi cơ dùng mặt, thằng nào nói nhiều RI thấp, thằng nào nói ít RI đó. Tại sao mấy ca sĩ mạch máu nó nổi mà nghèo, là nó hát nhiều quá, nên nhìn đây là ai hát karaoke nhiều là biết liền. Rồi thử nha, đây cảnh ngoài mấy bạn thấy để đây không, lên tới đây rồi cấn cái xương hàm cốc hàm là đâu có, anh đâu có xây chở được đâu, anh để vậy là tối đa rồi, đúng không? Cấn rồi đâu có nhúc nhích nhiều đâu. Đây cảnh ngoài nè, bỏ khổ lên rồi màu được không, được không, được không? Cô Đương, cô lo dòm màn hình, cô lo dòm cái ông này làm gì, được không? Sao được, hợp màu vậy sao, dòng chảy hướng nào thì mắt hướng theo hướng đó, như vậy góc nhọn của hình mình hành đi sao, như vậy là bẻ ngược lại không? Hướng dòng chảy nè, từ đây qua đây thì góc nhọn nó phải hướng đó, tự nhiên góc nhọn của hình mình hành từ đây qua đây không phải hai cái bắt chéo nhau, mới nói xong. Như vậy thì bẻ lại cái hình hình này thấy gì vậy, tôi bẻ ngược lại hiểu không? Giờ cái hình bình hành này ra ngoài nó nhỏ nhỏ thôi, nó to quá. Rồi đó là mặt cảnh ngoài, bắt cái phổ bỏ vô. Mày xin lỗi, làm gì, làm gì cho nó đẹp giống hồi nãy. Cái gì nâng gì, chưa gì ăn hai ông cái gì cũng là nâng hết, nâng kéo lên kéo xuống gì, bây giờ cái gì trước, làm gì, góc chưa, góc chỉnh cuối cùng không sao, rồi chờ luôn, em chỉnh cũng được, em chỉnh xong được, nè góc bây giờ em chỉnh nè, đó nè, chỉnh xong không sao. Thứ nhất cái này cái phổ đúng chưa, dạ em thấy được cuối tầng trương rồi, đỉnh tâm thu đâu hả, đỉnh tâm thu nó nằm đây nè, hồi nãy nói là âm quá thì hóa dương thì cái hết chỗ rồi thì nhảy tổng đấy, vậy bây giờ làm gì, rồi theo em đi, thấy kiếm ông ra đi. Bây giờ làm gì? Nâng cái đường baseline lên. Nâng đường baseline lên. Rồi làm theo ý ổng đi. Rồi thử nha. Không. Rồi. Ông màu nha. Rồi. Nâng baseline lên.
Anh em được lên phải không? Dạ. Cái này tôi đang tính scale cho anh á. Tay trôi mất rồi. Hài lòng chưa? Hay nâng baseline lên nữa. Em để nó dưới đường nền hay em lật lên trên đường nền không thành vấn đề. Cái đó là display, là cách biểu thị ra bên ngoài thôi, mình hiểu đó. Em để thế giống như em siêu âm từ tiền tuyến, em có nhìn dưới đường quen nào thì như em lật cái tiền tuyến trên giống như trái nho treo còn tên ha. Ủa sao cái tiền tuyến nhìn kỳ quá, hiểu không? Nó cũng là vậy thôi, chẳng qua cái view nhìn của mình nhìn trên nhìn dưới. Rồi giải quyết vấn đề này, dòng chảy đúng không? Hiển nhiên phải đúng, hai thằng này cũng bình thường mà, nhưng mà phải giải thích đúng không? Đúng sao là đúng? Tại vì màu đỏ dưới đường nền là đi xa đường rồi. Đúng, nhưng mà phải nói câu ở đây là cái tim, kia là cái đầu. Dạ. Nghĩa là máu từ tim lên đầu, hiểu không? Màu đỏ có nghĩa là ra khỏi tim đi về đầu, phải xa đầu dò là màu đỏ, thì trên thực tế nó ra màu đỏ, như vậy là hướng máu đúng rồi. Cái này đúng rồi, phải có chữ revert ở đây nè. Đáng lẽ nó xa đầu dò thì thằng này nó phải nằm dưới đường nền, nhưng anh bấm revert thì nó nằm trên đường nền, cho nó nằm trên nằm dưới cái đi gì mình cũng hiểu. Mấy bạn hiểu ý nói không? Rồi mấy bạn nhìn cái phổ nó khác nhau ha, rất là khác nhau. Tại vì bạn chưa đi tới đó, tôi hôm nay có hướng dẫn về thiết bị, tôi chưa nói về đọc diễn giải cái phổ nó đúng không? Đỉnh tâm thu, cuối tâm thương, rõ ràng cửa sổ phổ này nó cũng khác nhau rồi. Trong tình huống này rõ ràng manipulate để chỉnh cái góc rubber rất là khó. Cái này vẫn chỉnh được nha. Cái này nãy giờ là nhưng rõ ràng mấy bạn để đi thi mà 80-70 độ, câu hỏi thi sẽ là hình ảnh siêu âm Doppler này các giá trị thu thập được có sử dụng được hay không? Các bạn chắc chắn gì không? Thì góc Doppler 70 độ là sai rồi. Thì những gì mình đo về mặt hình thức nhìn thì đẹp, nhưng mà số liệu lấy thì không được, nó không có đúng. Hiểu ý không? Thử lại em. Giờ khó hơn chút đi, qua cái đồng mạch đốt sống. Ở đây có chút xíu vào mấy cái mạch máu luôn. Tại vì tầm mạch cảnh chung thì có proximal mid distal, có nghĩa là gần 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 giữa, gần tầm mạch cảnh trong, như vậy mỗi cái vị trí là bắt là khó rồi, nên đừng bao giờ nghĩ nó dễ cả. Tầm mạch đốt sống có thấy không? Đây nè. Rồi như vậy mình dựa vô các cái mỏ ngang của đốt sống cổ nè, có cái mũng lưng á, đây là đốt móng ngang, đốt cổ, đây là một mặt đốt sống, bỏ màu vô, không thấy gì hết. Hôm nay có khi nào không có đồng mặt đốt sống không? Có chứ, nhưng mà đa phần chú ý là mình sai chứ không phải không có. Mình tìm lại thử coi, chuyện gì xảy ra đây, ở đây có gì cần phải điều chỉnh không? Dạ, một là em sửa cái góc nhìn, cái hướng đầu dò cũng khó khăn. Hai, mình để nếu như vậy thì rõ ràng em để cái color box không có đúng.
Cái lô bắc nó phải để ngược lại. Em để giờ đi, cái lô bắc nó phải vậy nè. Rồi, mới có chút xíu thì em thấy chớp, giờ là mừng lắm rồi. Đây. Nó đấy. Tại sao không thấy gì nữa? Có chớp chút xíu vậy. Chính xác. Tại vì cái động mạch đốt sống nó dòng chảy chậm. Em để 22 là hơi bị nhiều. Để 15, 10 thôi. Như vậy bắt cá nhỏ thì phải dùng lưới nhỏ. Dùng lưới lớn không bắt được con nào. Nha. Đây. Thử hà hen. Khá hơn rồi đó. Thấy cái cục nó hơi bự bự ra một chút. Tiếng nói mình đặt cái lưới chọn này. Cái lại màu lên chút xíu. Rồi chưa? Vậy là vui lắm rồi đó. Đối đồng mạch trong sống mình tìm được một cái màu vậy là mừng rồi. Bỏ khổ vô. Thì bà con anh rồi món chảy về đâu, từ đâu chảy về đâu, mình đọc từng cái một. Màu trước phổ sau, màu trên đường nền màu đỏ, hướng đi cái đầu màu đỏ. Dạ đúng, máu từ tim lên đầu qua động mạch đốt sống, trên đường nền màu xanh. Đúng rồi. Rồi ở dưới cũng trên đường nền luôn, đâu có nút revert gì đâu. Vậy đúng hết. Phổ đẹp không? Đẹp. Đỉnh tâm thu có, cuối tâm trương có, cuối sau phổ có, đúng không? Ừ, đi. Đúng không? Cái gì? Đúng rồi, thang phổ hơi cao hơn, ít nhất là xài được. Em chỉnh thang phổ xuống chút xíu cũng không sao, nhưng mà ít nhất là rồi nha. Góc 56 được, không có chuyện được. Nhưng cái khó hồi nãy chút xíu như vậy, mấy bạn không để, mấy bạn không quen, mấy không để cái góc cho tốt, tín hiệu đã thấp, dòng chảy vận tốc thấp luôn, hiểu không? Cái góc không ngon mà mấy bạn để sai, mấy bạn mò cả mũi không ra. Rất nhiều người đó, đừng có dễ, động mạch đốt sống bắt không dễ chút nào, dòng chảy nó thấp quá. Ví dụ như mình đo trong tình huống này, mấy bạn đo đúng không? Đây. Động mạch đốt sống đây, nó có right, left, hồi nãy mình đang xài left, hồi nãy không có cái right nó đổi nữa. Left vertebral, VA, vertebral artery là động mạch đốt sống. Đấy. Có đỉnh tâm thu, cuối tâm trương. Rồi. Hồi nãy mấy bạn nhìn như vậy, nhưng khi các bạn học vô, mấy bạn sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Tại vì não, gan, thận và những cơ quan giàu chuyển hóa nên RI đó nó thấp. Có nghĩa là đỉnh tâm thu, tâm trương gì cũng nuôi hết. Còn ngược lại hồi nãy anh nói là gì? Còn mặt cánh ngoài là nuôi cơ mặt, hiểu không? Giống như cái chân của em vậy, khi nào em chạy em vận động nhiều thì máu nó lưu thông, lúc nào cũng phải máu tới. Còn cái đầu em chẳng lẽ tâm thu, tâm trương không, không có được. Sao kiểu lúc nào đâu phải giữ cái đầu mình tỉnh táo chứ đâu. Rồi bạn nào lên làm thử không, em nằm đó. Lên đi, làm thử cái động mạch cảnh coi. Thử. Lên đi anh chị. Thử ra. Thôi, thử làm động mạch đốt sống coi. Có ai có dễ đâu, rồi cầm lên, ngồi đầu dò hướng lên. Em xem tiếng giáp rồi em nghe, đúng không? Rồi. Bỏ vô. Tìm cái động mạch cảnh coi.
mặt cảnh chứ không phải xương tuyết giáp. Ngồi lai húp làm cho nó thẳng ra cũng khó nữa. Okay. Này không có động mạch cảnh hả? Đây nè, cắt dọc. Rồi, rồi để đây. Thấy chưa? Đó là ngang. Em muốn nó dựng đứng lên em chúi nó xuống. Thấy chưa? Rồi giữ tay nghe, tôi bỏ tay tôi ra đó. Chúng ta không thuộc về nhau. Rồi. Giữ ra đừng có xoay. Em đè nó chết đâu. Nhẹ nhẹ thôi mà. Rồi, giữ nhẹ nhẹ vậy. Bỏ màu lên. Bấm màu. Lăn cái banh lên. Rồi hiểu không? Rồi. Được rồi, thang màu nè. Tăng cái thang màu lên. Vặn lên. Em nhìn cái số 9. Khoan để em coi. Đây nè. Nè, vặn lên. Đúng giờ vặn lên coi. Vặn 20 rồi, 25. Rồi chưa? Em đừng để vậy nó hơi bị vát nè. Nó bị hơi bị vát nè, em để thẳng ra làm cho nó dài đó. Đúng rồi, bấm này. Rồi lăn cái băng nó lên, để vô giữa. Để vô giữa. Rồi 94 mình chỉnh lên, tăng lên, giảm méo lại cái nữa. Rồi. Đâu có gì đâu khó, nó còn làm đẹp hơn đuôi nữa. Hiểu không? Có nghĩa là tụi em tập từ từ vậy đó. Rồi qua ví dụ như em bắt được đoạn này đúng không, rồi em dời qua xuống cái đoạn dưới này, em nhìn cái đoạn này em bắt dễ để em lựa cái dễ nhất. Nên họ nó có vấn đề, ví dụ như hẹp đây em muốn bắt cái đoạn dưới này là bắt cũng được. Nên đừng bao giờ vô lựa, em phải khảo sát từng đoạn, khảo sát hết được rồi em lựa cái chỗ dễ nhất em làm cái rồi thôi. Rồi cảm ơn. Rồi chú cảm ơn đồng chí. Chú cho nó tiền đi massage cổ. Thôi hôm nay giới thiệu cho em chút vậy thôi. Để cho em thời gian học bài. Cái nhóm chia ra, ai muốn lên nghe lại cũng sao. Thứ 6 cái gì ô cho tụi em cũng cơ bản luôn rồi. Hôm đó một số câu về khác nữa thì tổng cộng khoảng 180-200 câu. Dùng nha, cố gắng làm. Thi là để học chứ không phải thi là để rớt. Rớt thì thi lại là để học chứ không phải để rớt nữa. Không sao đâu. Và cái thứ hai, cái tôi yêu cầu đó là cái phần thực hành hình chuẩn bị cho mấy bạn rất là nhiều. Tôi bỏ công mà tặng cho mấy bạn 200 câu là tôi cũng gần chết của mình lắm. Thế mấy bạn cũng tập lại. Thời gian làm thì chúng ta thi chung, mấy bạn sẽ ngồi trên máy tính chăm sổ vậy, máy qua để làm bạn đi rồi. Làm nhân làm công, thời gian như một câu vậy 30 giây, câu rất dễ. Nhưng đừng có làm với tinh thần dễ như vậy. Trong cái con 4 số là 2 số kia mình không biết. Thấy số 1 hỏi đúng đủ số 1 quá mừng. Qua số 4 kể cho qua luôn. Nhưng mà mấy cái phần đó các bạn cố gắng làm cho tốt nha. Mỗi phần phần trắc nghiệm thì yêu cầu các bạn cái chắc 60% để được 5 điểm. 60% là quá hết rồi. Rồi. Còn cái phần thi hình là các bạn phải được 70%. Thi hình đi tôi ôn cho các bạn hết rồi. Đúng không? Còn nhắc lại, lần này chưa ép các bạn thi thực hành liền. Tôi muốn đánh giá lại mình với bạn học nhanh. Thì đúng ra là các bạn phải thi thực hành luôn. Thôi về ông bài.
Thì nếu mà mình bấm thử không máy thì tìm kiếm hai cái và đúng nhau nó bấm thì sẽ được.